trí tuệ nhân tạo là viện ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam, chuyên đào tạo, tư vấn, nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia và xây dựng chuỗi cung ứng dịch vụ công nghệ chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn cầu. Chúng tôi mong muốn đóng một cái sứ mạng là một đơn vị giúp thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi số, ứng dụng AI và dữ liệu lớn tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Chúng tôi mong muốn thực hiện cái sứ mạng này thông qua các hoạt động cụ thể như là đào tạo, tư vấn, phát triển sản phẩm và công nghệ. Và tầm nhìn của chúng tôi mong muốn là đến năm 2025 chúng tôi sẽ trở thành một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam cũng như khu vực trong cái việc mà phát triển các cái sản phẩm công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Hệ thống chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu được viện xây dựng bài bản, chuyên nghiệp. Các chương trình nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số cho cấp quản lý, lãnh đạo, CEO. Các chương trình chuyên sâu cho đội ngũ CTO và kỹ sư công nghệ thông tin về học máy, xử lý dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính. Nội dung đào tạo được thiết kế có tính hệ thống từ cơ bản đến nâng cao và được giảng dạy bởi các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành, nhiều năm kinh nghiệm và đã trực tiếp tham gia xây dựng nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu cho các doanh nghiệp lớn. Với phương thức đào tạo bằng dự án thực tế đi vào giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp đang cần, chương trình của AI Academy Việt Nam đã tạo ra sự khác biệt trong chất lượng, hiệu quả. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã hợp tác và sử dụng dịch vụ đào tạo tư vấn của viện như tập đoàn Viettel, Vingroup, EVN, tập đoàn Nextech, Anviet Group. Về sản phẩm, Viện Trí tuệ Nhân tạo đã nghiên cứu và xây dựng những nền tảng số, nền tảng phân tích dữ liệu và triển khai phân tích dữ liệu chuyên ngành. Một số sản phẩm viện đã xây dựng được khách hàng các lĩnh vực hàng, dầu khí, khí tượng thủy văn, nông nghiệp, bán lẻ đánh giá cao. Hệ thống các phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu, ứng dụng AI vào dự đoán, dự báo, tối ưu hóa vận hành sản xuất kinh doanh đang tiếp tục được khách hàng tin tưởng và đặt hàng. Hệ thống ứng dụng AI tổng hợp thu thập số liệu, trợ lý ảo tự động báo cáo cũng được lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, lãnh đạo bộ, ngành địa phương quan tâm, ủng hộ hợp tác. Để có sản phẩm giá trị cao, viện đã chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự trưởng thành nhanh chóng thông qua các dự án lớn hướng đến tinh nhuệ, thực chiến. Xác định giá trị sản phẩm luôn phải gắn liền với chất lượng con người và văn hóa làm việc. Và sự tín nhiệm và hài lòng của các đối tác trong những năm qua là thử thách nhưng cũng là động lực để Viện Trí tuệ Nhân tạo nhanh chóng vượt lên những khó khăn, vươn tới tầm cao mới. Viện Trí tuệ Nhân tạo đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số quốc gia và cùng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới.